các bạn đang nghe tác phẩm Lý Thượng Kiệt, lịch sử ngoại giao và tôn giáo triều Lý của tác giả Hoàng Xuân Hán, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org năm 2023. Chương 2: Đánh Chiêm Thành tiếp theo. 3. Xuất quân trận Nhật Lệ. Cuối năm Mậu Thìn tức năm 1068, thủy quân đã dự bị sẵn sàng, đợi ra riêng thuận gió Bắc sẽ xuất quân. Đến tháng hè thuận gió Nồm, quân sẽ trở về, vua thân chinh sẽ chừng trong 5 tháng. Ngày Mậu Tuất tháng 2 năm Kỷ Dậu là ngày dương lịch 24 tháng 2 năm 1069, vua Lý Thánh Tông hạ chiếu thân chinh Chiêm Thành, đây là theo Việt Sử Lược. Chú thích: Toàn thư và Việt Sử Lược đều chép lầm chữ Kỷ giữa chữ Ất vì tự dạng gần nhau. Sự lầm như nhau chứng rằng hai sách đều bởi một gốc mà ra. Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu, Việt Sử Lược chép ngày bằng lối can chi, chứ không nói rõ số mục ngày trong tháng. Vì không biết phép lịch dùng đời lý, nên tôi không đổi ra ngày ta mà chỉ dùng phép đổi ra ngày dương lịch mà thôi. Xem phép đổi trong báo khoa học số 19 và 20. Nhờ sự đổi ấy tôi đã thấy rằng bản in Việt Sử Lược lầm ngày một vài chỗ, như ta sẽ thấy. Hết chú thích. Quân có 5 vạn, theo toàn thư, Lý Thường Kiệt được chọn làm đại tướng quân và đi tiền phong. Đây là theo Việt Điện U Linh và Bia Nhữ Bá Sĩ. Kiêm chức nguyên soái theo Việt Sử Lược. Ông xin cho em là Thường Hiến đi theo. Hiến được trao chức tán kỵ vũ úy theo Bia Nhữ Bá Sĩ. Số quân 5 vạn kia chắc hoàn toàn đi đường thủy. Nếu mỗi mảnh chở được 250 quân và lương thực thì phải chừng 200 chiếc. Lúc Lý Thái Tông đánh Chiêm Thành năm 1044 đã sai đóng vài trăm chiến thuyền. Vậy chuyến này chắc là cũng có số thuyền ấy. Từ đời Lý Thái Tông có đặt lệ tuyên thệ, mỗi đầu năm hay mỗi lúc có việc quan hệ, các triều thần hội lại hoặc ở đền thờ Vọng Thần Đồng Cổ, hoặc ở sân Long Trì, rồi cùng phát lời thề. Trích: làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh giết chết. Hết trích. Chú thích: lời thề đó nghĩa là vi tử bất hiếu, vi thần bất trung, thần minh cực chi. Theo toàn thư quyển 2, 15A. Hết chú thích. Lần này vua sắp đi vắng kinh đô lâu, sự biến rất có thể xảy ra trong nước. Kẻ có lòng tranh ngôi sẽ có cơ hội rất thuận tiện. Vì vậy ngày Đinh Mùi, dương lịch tức là mùng 5 tháng 3, quân thần phải hội tại Long Trì để tuyên thệ. 3 ngày sau ngày Canh Tuất, dương lịch mùng 8 tháng 3, Việt Sử Lược chép canh dần, chắc lầm. Vua xuống thuyền xuất quân, trao quyển bính lại cho Ỷ Lan Nguyên Phi, theo toàn thư, và Thái sư Lý Đạo Thành. Chú thích: Lý Đạo Thành làm Thái sư, tức là Thái tướng, từ năm 1054, đây là theo Việt Sử Lược. Theo toàn thư, bà Nguyên Phi có chính quyền, Nguyên Phi tức là Ỷ Lan, Ỷ Lan chỉ là Phi, bấy giờ còn có Hoàng hậu Thượng Dương, và sau khi Thánh Tông mất quyền về tay Hoàng hậu, cho nên có thể nghi rằng trong khi vua vắng mặt, quyền cũng trao cho Dương hậu. Vua Tự Đức đã phê vào trong sách cương mục đại ý cũng như thế, nhưng bấy giờ Ỷ Lan mới sinh hoàng tử, được vua rất yêu dấu, nên có thể được vua giao tạm quyền. Còn sau này hình như Thánh Tông chết một cách đột ngột, không kịp dặn dò, cho nên theo lẽ thường Lý Đạo Thành đã cử Dương Hậu chấp chính. Xem vậy, sự Thánh Tông trao quyền cho Ỷ Lan trong lúc đi đánh Chiêm Thành không phải là vô lý. Hết chú thích. Thuyền xuôi dòng sông Lô, tức Nhị Hà, qua Lý Nhân Hành Cung, vùng Nam Xương, rẽ xuống phía Nam rồi ra cửa Đại An. Cửa Đại An nay trên sông đáy cách bể chừng 20 km, thuộc địa phận làng Quần Liêu, huyện Đại An, tỉnh Nam Định. Cửa ấy hồi cận đại cũng có tên cửa Liêu Hải. Từ Lý về trước, cửa này là chỗ các thuyền mảnh qua lại để đi từ các sông nước ta ra bể vào Nam. Chú thích: tuy các sách không chép rõ đoạn đường này, nhưng đó là đường Thái Tông theo 25 năm về trước và sau này cũng thường theo. Cửa Đại An trước có tên là Đại Ác hay Đại Á. Lúc Thái Tông qua đó bể không sóng cho nên mới đổi tên Đại Ác ra Đại An. Theo toàn thư, nay huyện sở tại còn tên Đại An. Hết chú thích. 7 ngày sau khi rời khỏi Thăng Long, thuyền đến Nghệ An vào ngày Đinh Tị, tức dương lịch 15 tháng 3. Từ đó đến cửa Nam Giới, thuyền đi mất 3 ngày. Cửa Nam Giới nay gọi là cửa Sót, ở phía nam núi Hồng Lĩnh thuộc phủ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bờ nam cửa là con núi, nay còn tên núi Nam Giới. Từ Lý về trước, cửa này là cửa bể lớn cuối cùng ở vùng Nam nước ta, trước các cửa nước Chiêm Thành. Có lẽ tên Nam Giới, tức bờ cõi phía Nam,
lấy nghĩa ở sự ấy, cửa này can hệ vì lẽ lúc bấy giờ quân Chiêm thường vào nước ta bằng chỗ đó, và từ Nghệ An đi vào có con sông nhỏ dọc theo phía tây núi Hồng Lĩnh rồi ra cửa ấy. Đời sau lúc Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành cũng qua sông ấy. Chú thích: xem thơ Lê Thánh Tông trong Thiên Nam Dư Hạ Tập, đoạn sông này có tên sông Nghèn. Hết chú thích. Có lẽ Lý Thánh Tông cũng dùng đường này, thật ra thuyền thường đi khoảng này dài chừng 50 km, chỉ mất một ngày. Nhưng sông hẹp, chiến thuyền lớn đi chậm hơn, và chắc quân có đóng nghỉ lại Nghệ An. Sách Việt Sử Lược chép, trích: lúc tới Nghệ An, rồng vàng hiện ở thuyền Kim Phượng, hết trích, một thuyền riêng của Lý Thánh Tông. Ngày canh thân tức dương lịch 18 tháng 3, tới Nam Giới rồng lại hiện ở thuyền ấy. Năm ngày sau tức ngày Ất Sửu, dương lịch là 23 tháng 3, quân đến cửa Nhật Lệ. Cửa Nhật Lệ là cửa Đông Hải ngày nay. Đây là cửa bể thứ ba của Chiêm Thành kể từ núi Hoành Sơn vào. Cửa đầu nhỏ là cửa Di Luân hay cửa Ròn. Cửa thứ hai rộng nhưng cạn là cửa Bố Chính hay cửa Danh. Hai cửa này không quan hệ lắm về việc phòng thủ. Địa thế nước Chiêm Thành rất đặc biệt. Một dải đất hẹp và dài chẹt giữa bể Đại Dương và núi cao ngất. Phía bắc có núi Hoành Sơn và sông Bố Chính tức sông Danh ngăn cản đường từ Giao Chỉ vào. Dải đất hẹp ấy lại bị nhiều dãy núi chắn ngang đến bờ bể. Ngoài núi Hoành Sơn ở cực bắc có núi Hải Vân ở phía nam Thuận Hóa, núi Thạch Tân ở phía nam Quảng Ngãi, núi Đại Lãnh ở phía nam Phú Yên. Các dãy núi xương sườn ấy ngăn thành mấy cánh đồng Bình Trị Huế, Nam Ngãi, Bình Phú, Khánh Thuận. Dân Tràm chỉ ở các đồng bằng ấy và hình như giao thông với nhau chỉ toàn đường bể, đường thiên lý bấy giờ chưa có. Vì thế vua Chiêm chỉ để ít quân phòng thủ ở Bố Chính và thủy quân tập trung ở cửa Nhật Lệ, đại quân đóng giữ kinh đô và cánh đồng Bình Định ngày nay. Lúc thuyền quân ta tới Nhật Lệ, thủy quân Tràm chặn đánh, Lý Thánh Tông sai tướng Đại Liêu Ban Hoàng Kiện tiến đánh. Quân Chiêm thua. Sách Việt Sử Lược chép việc ấy không nói gì thêm, nhưng thấy sau này quân ta tiến xuống miền Nam không bị ai ngăn cản thì ta đoán rằng thủy quân Chiêm bị tan vỡ ở đây. Quân ta không đổ bộ ở Nhật Lệ vì mục đích vô lý là phá kinh thành và bắt chúa, cho nên thuyền quân lại thẳng xuống phương Nam. Thuyền dọc theo bờ bể vượt khỏi những đồi cát trắng mà ta còn thấy ngày nay. Bốn ngày sau qua khỏi khoảng cát Đại Tràng Sa, ấy là ngày Kỷ Tỵ tháng 2, dương lịch là 27 tháng 3. Chú thích: theo Lê Quý Đôn trong sách Phủ Biên Tạp Lục, từ cửa Nhật Lệ đến cửa Minh Linh tức cửa Tùng có bãi Đại Tràng Sa, từ cửa Việt đến cửa Tư Dung tức Tư Hiền ngày nay có bãi Tiểu Tràng Sa, bấy giờ cửa Thuận An chưa có. Hết chú thích. Ngày hôm sau tức ngày Canh Ngọ, dương lịch là 28 tháng 3, thuyền đến cửa Tư Dung. Cửa này nay gọi là Tư Hiền, xưa cửa rất sâu. Đây là theo Đại Nam Nhất Thống Chí của Triều Nguyễn. Thông với phá Hà Trung tức cầu hải ở địa đồ Đông Dương, và là cửa vào các phá và sông thuộc xứ Ô Lý hay Thuận Hóa, vì bấy giờ chưa có cửa Thuận An. Phá Hà Trung sâu và kín. Chú thích: cửa Tư Dung hẹp và sâu là một cửa rất can hệ trong sự hàng hải ngày xưa. Trong các đời Lý Trần Lê, mỗi lúc thủy quân xuống đánh Chiêm Thành đều nghỉ ở đó. Chữ Dung Húy đời Mạc đã bị đổi ra chữ Khách, tự dạng gần nhau. Vào khỏi cửa có một vùng rất lớn nay gọi là phá Hà Trung, thông với sông Hương và phá Tam Giang. Hết chú thích. Thủy quân Chiêm đã bị phá, cho nên thuyền ta vào nghỉ ở Tư Dung không bị cản trở gì. Rồi Thánh Tông lại theo bờ bể xuống miền Nam. Thuyền đi được 3 ngày có rồng hiện ở Ngự Chu là thuyền Cảnh Thắng. 6 ngày khi rời bỏ cửa Tư Dung, quân ta tới cửa Kribone tức Sơ Liponai, nhắm vào ngày Bính Tý đầu tháng 3 tức dương lịch là mùng 3 tháng 4. Việt Sử Lược chép là ngày Bính Ngọ chứ không phải là ngày Bính Tý, nhưng tháng 3 năm Kỷ Dậu không có ngày ấy. Chữ Ngọ và chữ Tý gần giống nhau, và lại tháng 3 lại có ngày Bính Tý, mà ngày Bính Tý lại là ngày cách ngày tới cửa Tư Dung tức ngày Canh Ngọ 6 ngày. Vậy theo lịch cũng như theo hành trình, ta có thể chữa chữ Ngọ ra chữ Tý một cách hợp lý. Hết chú thích. Cửa Sơ Li Ponai ở đâu? Maspero trong Le Royaume du Champa diễn ra là Kribone, nhưng không nói địa điểm nào. Việt Sử Lược chép bằng Hán tự đọc theo tiếng ta là Thi Lị Bỉ Nại. Ta biết rằng cửa bể lớn Quy Nhơn tên xưa là Thi Nại, lấy nghĩa thì tên ấy không có nghĩa, chắc là phiên âm tiếng Tràm. So sánh tên ấy với tên Thi Lị Bỉ Nại thì ta có thể chắc rằng hai tên chỉ là một. Chỉ vì theo thói ta hay rút ngắn các tiếng dài để gọi cho tiện, cho nên cửa Thi Lị Bỉ Nại thành ra cửa Thi Nại. Và tính ngày đường thì từ Tư Dung đi 6 ngày đến Quy Nhơn là phải, từ Thăng Long đến Kribone đã đi hết 26 ngày. Chú thích:
Nay còn một vài sách chép nhật trình đi từ Thăng Long đến các cửa bể miền Nam góp nhặt lại ta có thể kê ra như sau. Từ Thăng Long đến cửa Đại An là một ngày, theo toàn thư mục Lý Thánh Tông đánh chiêm. Từ cửa Đại An đến cửa Hội ở Nghệ An là 3 ngày, theo phủ biên tạp lục đời Lê Cảnh Hưng. Từ cửa Hội đến Nam Giới hay cửa Sót là 1 ngày nếu đi đường bể, cũng theo phủ biên tạp lục. Từ cửa Sót đến cửa Nhật Lệ là 3 ngày, theo phủ biên tạp lục. Từ cửa Nhật Lệ đến cửa Tư Dung là 3 ngày, cũng theo phủ biên tạp lục. Sách này chỉ chép hải trình đến cửa Châu Ổ, chỗ giáp giới hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Từ cửa Tư Dung đến cửa Châu Ổ là 4 ngày. Từ cửa Châu Ổ đến cửa Nước Mặn, tức cửa Thi Nại là 3 ngày. Theo sách Cản Khôn Nhất Lãm của Phạm Đình Hồ chép hải trình năm Mậu Tuất 1778 của quan đốc thị Nguyễn Thường. Cộng hai đoạn sau để so sánh với hải trình đời Lý Thánh Tông, ta thấy từ cửa Tư Dung đến cửa Thi Nại mất 7 ngày. Hải trình trên chỉ hợp với khi thuận gió, thuyền đi ban ngày theo ven bể mà thôi. Sách Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ đời Lê chép rằng thuyền vượt qua bể đi cả đêm ngày nếu thuận gió bắc, tức mùa đông và mùa xuân, thì hành trình như sau: từ cửa Lạc phía bắc cửa Đại An đi nửa ngày đến Biện Sơn là một đảo gần chỗ giáp giới Thanh và Nghệ, rồi đi nửa ngày đến cửa Hội Thống, tức cửa Hội ở Nghệ An, rồi đi một ngày đến cửa Bố Chính, tức sông Danh, rồi đi một ngày đến cửa Tư Khách, tức Tư Dung phía nam Thuận Hóa, rồi đi một ngày đến Đại Chiêm, tức phía đông thành Quảng Nam, rồi đi một ngày đến cửa Ô Lộ không rõ là đâu, rồi đến cửa Phố Đại cũng không rõ ở đâu, thuộc Chiêm. So sánh hải trình này với hành trình Lý Thánh Tông, ta thấy rằng Lý Thánh Tông đã đi theo ven bể, dọc đường chắc có dừng nghỉ nhiều. Sách Tống Sử quyển 489 nói thuyền thuận gió đi từ Chiêm Thành đến Giao Châu mất 2 ngày, chắc là nói đi từ hải phận Chiêm đến cửa cực nam của Giao Chỉ, tức là cửa Nam Giới. Hết chú thích. Việt Sử Lược chép rằng lúc ngự thuyền tới đó có 2 con chim cùng bay theo, trông như muốn dẫn đường, những điểm dọc đường đều là điểm tốt. 4. Trận Tu Mao. Thành Phật Thệ, kinh đô Chiêm Thành đời bấy giờ ở vào địa phận tỉnh Bình Định ngày nay, tên trạm là Vijaya, sau có tên Trà Bàn, ta thường chép lầm ra là Đồ Bàn. Chú thích: dấu tích thành Vijaya nay còn và chắc chắn là nhận được, ấy là thành Trà Bàn trong sử chiến tranh giữa hai họ Nguyễn, Thuận Hóa và Tây Sơn. Trà Bàn là kinh đô của vua Thái Đức, tức Nguyễn Nhạc, võ tánh tự thiêu trong thành, nay có mộ và đền trong thành. Sách Thiên Nam Tứ Chí Đồ có vẽ bản đồ thành và chú thích: trích, xã Phú Đa xưa có thành xây bằng gạch tên là Trà Bàn, sách ta đều chép lầm ra Đồ Bàn vì hai chữ trà là chè và đồ là một thứ rau đắng rất giống nhau. Thành vuông, mỗi bể dài một dặm, có 4 cửa, trong có điện, có tháp, nay điện đã bị đổ, tháp còn 12 tòa, tục gọi là tháp con gái hay tháp cánh tiên. Hết trích. Trên đây là tả thành Trà Bàn đời cuối Lê. Sách Hoàng Việt Địa Dư Chí chép: trích, thành Trà Bàn ở trên sông Phú Gia Đa, hai tên Phú Đa và Phú Gia Đa chắc là một. Hết trích. Có lẽ là tên Trạm phiên âm ra Phú Gia Đa, sau rút ngắn tên mà gọi tên làng. Bản đồ trong Thiên Nam Dư Địa Chí vẽ sông ấy chảy qua phía bắc thành. Sách Đại Nam Nhất Thông Chí chép: trích, thành Trà Bàn ở chỗ giáp giới hai huyện Tuy Viễn và Phú Cát, chu vi dài hơn 60 dặm, trước là kinh thành của chúa Tràm, Nguyễn Nhạc chiếm và lấy đá ong xây thành. Trong thành có tháp xưa, có tượng nghê đá, voi đá, đều là của người Tràm xưa. Sau đại binh thu phục đổi tên ra thành Bình Định và đặt tỉnh lỵ ở đấy. Sau, tức năm 1808, rời tỉnh lỵ đến chỗ ngày nay. Hết trích. Ngày nay cách phía bắc thành Bình Định 10 km, trên đường Thiên Lý còn thấy di tích một thành cổ ở địa phận ba làng An Nghĩa, Nam An và Thuận Chánh. Thành đất bọc bằng đá ong hình chữ nhật, các mặt gióng đúng hướng, mặt đông và tây rộng 1.400 m, mặt nam và bắc rộng 1.100 m. Phía bắc thành có sông Khu Cương, đường quan lộ xuyên qua góc đông bắc thành. Trong thành còn nhiều cột đất hình như ngày xưa có những lâu đài hay tháp dựng trên. Thành nay đã đổ hết, trong thành là ruộng, còn vết một đường đi từ cửa đông sang cửa tây, chính giữa còn có một tháp lớn, tức là tháp con gái hay là tháp cánh tiên đã nói trên. Ở phần phía tây thành có mộ và đền thờ võ tánh. Trong thành còn có nhiều đá chạm như hai con sư tử, tức con nghê, trước mộ võ tánh, hai con voi đá lớn ở trong vườn đền. Phỏng theo Parmentier Inventory Descriptive the Monument Cam de Annam, xung quanh thành đá ấy còn nhiều tháp, các tạo tác ấy chắc là thuộc thành Vijaya. Thành chu vi hơn 60 dặm nói trong Đại Nam Nhất Thông Chí, chắc là một thứ la thành bọc xung quanh các tháp nói trên. Thành vuông mỗi bể một dặm nói trong Thiên Nam Tứ Chí là thành đá ở trong. Hết chú thích. Vijaya ở phía bắc thành Bình Định bây giờ,
bên nam sông Khu Cương hay Hà Giao theo bản đồ họa đồ vụ Đông Dương. Ở chính giữa một cánh đồng phỉ nhiêu hình thoi, mỗi đường nối góc dài chừng 30 km, ba phía bắc tây nam đều có núi cao che chở, chỉ miền đông là trực tiếp với nước tại vũng nước mặn, tức vịnh Quy Nhơn ngày nay. Vũng chạy dài từ bắc chí nam dài 20 km và thông với bể bằng cửa Thi Nại, hẹp và sâu. Muốn tới thành Vizaya chỉ có do phía đông là dễ dàng, sông Khu Cương chảy vào vũng nước mặn góc cực bắc, nhưng sông cạn thuyền lớn khó vào. Vì thế mỗi lúc quân ta tới đánh Vizaya đều đưa thuyền vào cửa Thi Nại rồi đổ bộ ở ven bờ vũng nước mặn. Việt sử lược chấp rằng quân ta đổ bộ tiến đến đóng ở bờ sông Tu Mao, thấy tướng Tràm là Bố Bì Đà La bày trận trên bờ sông. Quân ta xông tới đánh giết tướng Bố Bì Đà La, trích quân Tràm chết nhiều không kể xiết, hết trích. Sông Tu Mao nói trên là sông nào? Theo địa thế mà đoán, ta có thể ngờ là nhánh cực nam của hạ lưu sông Tam Huyện mà sách Đồng Cánh Địa Dư đời Nguyễn gọi là sông Tân An. Có ba dòng sông chắn ngang đường tới đầu bàn, sông này ở trước nhất. Theo bia Nhữ Bá Sĩ, khi gặp quân Chiêm, hai anh em Thường Kiệt và Thường Hiến chia quân làm hai cánh, đánh tạt ngang chém được 30.000 người. Có lẽ đó cũng là trận sông Tu Mao mà công trong trận đầu tiên này thuộc về Thường Kiệt. Trong ức trai Địa Dư Chí có kể chuyện rằng, trích Lý Thường Kiệt kéo đại quân tới sông Phan Định, sông Phan Định tiếp với phủ Hoài Nhơn, gồm địa hạt thuộc tỉnh Bình Định từ Quảng Ngãi đến sông Khu Cương. Sông có nhiều sư tử, tức là cá sấu. Sư tử khuất phục được các thú khác, tê tượng đều phải sợ. Sông Phan Định có ba đoàn sư tử, nó ở dưới nước vẫy đuôi làm rợn sóng đổ thuyền. Lúc Lý Thường Kiệt đánh Chiêm, đại quân kéo đến sông ấy, vì sợ sư tử quân không qua sông dễ dàng được, hết trích. Theo đó, sông Phan Định có thể cũng là sông Tu Mao. Chú thích: sách Ức Trai Dư Địa Chí chép thêm rằng, trích Lý Thường Kiệt phong cho ba đoàn sư tử ấy chức hiệu Thuận Tam Thần Bá. Ngày tuyên sắc, sư tử nổi lên mặt sông để nghe, nhờ đó quân ta qua sông không bị trở ngại, hết trích. Ở Phan Rang, tên Tràm là Panduranga, có sông tên là Cronbiu, nghĩa là sông cá sấu, theo Cabaton. Chắc rằng xưa sông này có nhiều cá sấu hơn các sông khác, hoặc giả sông Phan Định của Ức Trai Địa Dư Chí là sông này. Nếu thật vậy thì sự Lý Thường Kiệt bị cá sấu trở ngại là vào lúc ông đuổi vua Tràm tới biên giới Chân Lạp, hết chú thích. Qua khỏi sông Tu Mao còn phải vượt hai sông khác mới tới Vizaya. Nghe tin quân mình thua ở sông Tu Mao, Rudravarman III đang đêm đem vợ con bỏ thành chạy trốn về phía nam. Đây là theo Việt sử lược. Cũng đêm ấy quân ta kéo tới gần thành Vizaya. Lúc quân ta đến bến Đồng La, có lẽ trên sông Thạch Yển là sông chắn thứ ba gần phía nam thành. Người trong thành ra hàng, đây là theo Việt sử lược. Vua Lý Thánh Tông vào thành nhưng vua Chiêm đã trốn thoát. Các bạn đang nghe tác phẩm Lý Thường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tôn giáo triều Lý của tác giả Hoàng Xuân Hán. Chương 2, đánh Chiêm Thành còn tiếp.